số này dành cho leader ok là let's go và việc luôn anh ơi Hi, xin chào các em, chào mừng các em đến với channel podcast bóng đèn Cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam à, Đây là một channel mà tôi muốn dành riêng những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt Đối với ngành truyền thông sáng tạo yeah, Và cái số ngày hôm nay thì anh muốn, không phải số ngày hôm nay nha Mà là bắt đầu từ số ngày hôm nay anh bóng chúa sẽ tập trung vào những cái chủ đề liên quan tới leadership ok là lý do mà anh làm điều này đó là có hai lý do nhé một đó là ai rồi cũng phải lớn thôi nếu như tụi em để ý là cái kênh bóng đèn của tụi anh đã thành lập cũng gần được 3 năm cũng gần được 3 năm nên là nếu như bạn nào là fan của bóng đèn mà đã đồng hành với bóng đèn từ những cái ngày đầu á thì lúc đầu thì mình đi làm đúng không bóng đen lập ra thì ngay từ đầu là cũng muốn cung cấp cho tụi em những cái kiến thức những cái kỹ năng rất là cơ bản sơ khởi rất là đơn giản về cái ngành này giống như đi dạy nghề sướng sướng ờ, những cái kiến thức rất cơ bản đối với các bạn fresher và yeah. những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm mà anh có được anh đóng gói đưa cho tụi em nhưng mà nếu như mà tụi em follow một thời gian lâu thì ai cũng phải lớn thôi ờ, nếu như mà cái kênh này nó cũng gần 3 năm thì tụi em cũng đã đi làm được gần 3 năm thì 3 năm cũng là một cái giai đoạn khá là đủ chín mùi đối với anh nha Nếu như đối với bạn nào mà có những cái tham vọng lớn, những cái sự tập trung cao Và có cái tâm huyết rất là nghiêm túc với cái ngành nghề này á Thì đã đến một cái giai đoạn là mình phải upgrade, up, upgrade bản thân Tức là up lên một cái level mới đó, up lên level mới ở đây thì thường là người ta hay gọi là promote lên một cái vị trí gọi là thăng chức tăng lương rồi vân vân không? đã đến lúc như vậy rồi. thì thường là ở cái vị trí là leader bắt 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 đầu bây giờ là leader được rồi làm team leader được rồi thì anh lấy cụ thể về, về vị trí đi ví dụ như bạn nào đang làm là account executive thì có lẽ lên vị trí là senior account executive thì khi bạn lên vị trí senior account executive á, thì mình under ai under account manager nhưng mà mình sẽ ở phía trên những cái bạn như là account executive bên dưới hoặc là những bạn ở cao intern hoặc những bạn nào làm content writer thì khi mà bạn được promote lên vị trí là senior content writer thì bên dưới bạn sẽ là những bạn content writer khác và những bạn content writer intern ok dạ yeah, đó đầu tiên là anh nghĩ là ai rồi cũng phải lớn ai rồi cũng phải lên vị trí team leader nên là cái chủ đề và leadership thì anh nghĩ đã đến lúc nó chín mùi rồi và đã đến lúc anh cần phải chia sẻ cho tụi em ha rồi đó là lý do đầu tiên lý do thứ hai cũng là một cái tin vui mà anh cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là bóng đèn, à, cụ thể là anh có hợp tác với lại Brands Việt Nam để làm ra một cái series có tên là Quản trị Sáng Tạo Dạ, yeah. thì tụi em có thể lên trên Brands Việt Nam để coi Thì Quản trị Sáng Tạo là một cái series dài, nó là một cái chuỗi nội dung để focus vào hai nội dung chính Thì tụi em đọc là cũng hiểu rồi đó, nó có Quản trị và Sáng Tạo Thì cái định dạng của nó một là những cái bài viết và long article rất là dài, rất là tâm huyết và bên cạnh đó là sẽ có podcast Thì bên cạnh những cái podcast mà anh và bên đội ngũ của Brains Việt Nam có làm Gọi là một cái buổi talk show nói chuyện qua lại Thì trong đó nó cũng có những cái podcast bóng đen nữa Đây là em nào mà lên đó nghe thì cũng sẽ nghe được những cái podcast bóng đen Ok là và nhân đây lấy cớ này luôn Thì em cũng muốn cảm ơn anh Nghị là founder của Brands Việt Nam nếu mà anh có nghe được cái tới này thì em rất là cảm ơn anh và biết ơn anh rất là nhiều rõ ràng chúng ta gặp nhau là một cái duyên và em cảm nhận được là chúng ta đều luôn nung nấu một cái lửa để tiếp nối và cảm ơn cái ngành này nha yeah, cảm ơn anh Nghị rất là nhiều anh là founder của Brand Việt Nam hay các bạn <laughs> cái người thứ hai mà anh muốn cảm ơn đó là bạn Phương là bạn content là những cái người viết trực tiếp những cái bài phỏng vấn của anh ở trên Brands Việt Nam anh cảm ơn bạn rất là nhiều cũng như là team Brands Việt Nam ha các anh em đã rất nỗ lực tâm huyết ngày đêm để đóng góp cho cái ngành của chúng ta đây là một cái tinh thần rất là đẹp rồi cảm ơn các bạn đó là lý do thứ hai ha? hai lý do một là anh cũng muốn đồng hành với tất cả các em à rồi cũng phải lớn ở trên cái hành trình mà tụi em phát triển như vậy thì tụi em đi đến đâu thì anh bóng đen sẽ đồng hành và hỗ trợ tụi em đến đó đến một số cái giai đoạn những cái giai đoạn lớn của trong cuộc đời mà mình cần phải upgrade bản thân á thì mình cần phải bổ sung những cái phần kiến thức kỹ năng liên quan tới cái lĩnh vực đó để mình có thể ở một cái vị trí cao hơn nên là cứ phát triển tới đâu thì anh cũng sẽ cố gắng phát triển để đồng hành và hỗ trợ được phần nào hay phần đó Yeah, ok, đó là cái lòng của anh rồi đó là lý do để mở đầu ha Thì đầu tiên thì anh cũng chia sẻ thật với tụi em luôn là cái số đầu tiên mà để bước qua một cái chủ đề mới về leadership á Đối với anh nó nó vừa dễ nó vừa khó nha Dễ ở một chỗ đó là Đây là một cái chủ đề anh yêu thích Và là cái công việc thường ngày của anh Như tụi em biết là anh cũng mà bắt đầu Từ một người đi làm bình thường Cũng là từ một intern thôi tụi em Cũng y chang tụi em vậy đó Y chang có khác gì đâu Cũng bắt đầu từ intern vô Không biết có quần què con mẹ vậy đó Nói thiệt À, chỗ này hơi dân dã chút xíu bỏ qua <laughs> thì cũng có biết khỉ gì đâu vô rồi ai nói gì làm đó rồi, rồi leader mình nói gì làm đó thôi nhưng mà à, bên trong mình luôn có một cái khao khát là muốn phát triển vậy đó rồi cứ làm mới đâu là mới biết làm thôi xong rồi quen gọi là mới biết việc xong rồi quen việc xong làm thành thạo việc thì khi mà nó cứ phát triển như vậy thì mình cũng từ inter đi lên executive rồi lên uh, vị trí team leader rồi sau đó mình ra mình mở công ty thì lúc đó nha tụi em mình nhung đó là mình không ở vai trò là specialist là một chuyên gia nữa mình không chỉ mình không chỉ làm một cái công việc nghề mà ngoài ra mình cần phải làm thêm một cái công một số công việc liên quan tới quản trị quản trị con người này quản trị đội đội ngũ quản trị doanh nghiệp rất là nhiều thứ nữa nó nó không chỉ nằm ở cái việc là mình chỉ làm tốt việc của mình rồi thôi nên là đó là một cái điều bắt buộc thôi mình đã ở vị trí đó thì mình phải làm nên đó đó là cái công việc thường ngày của anh 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 vẫn tiếp xúc với cái điều đó anh cũng mê với cái cái lĩnh vực và leadership nữa dạ yeah. thì nói dễ thì nó cũng dễ mà khó ở một chỗ là anh không biết phải lựa chọn cái chủ đề gì để bắt đầu với tụi em ngày hôm nay trong cái số này này thì á, anh mới suy nghĩ một cái câu chuyện nó ngắn gọn như thế này để hình dung cho nó dễ này khi mà mình muốn chạy bộ đúng không thì cái việc đầu tiên á, thì tất nhiên là mình phải bước ra khỏi giường đúng không? <laughs> rồi tức là mình mà cứ chạy trong trong giấc ngủ thì nó cũng không được đúng không mình phải bước xuống giường mình phải mang cái giày vô là mình đã cũng thấy mình thành công rồi đó chưa chạy nha nhưng mà ít ra thì mình đã mình đã bước xuống giường xong rồi mình mang giày vô xong mình đứng ở đó thì đứng ở cái vạch xuất phát đó, thì cũng sẽ rất nhiều người đứng ở cái vạch xuất phát đó nhưng mà quan trọng là ai bước đi cái bước đầu tiên tức là khi mà mình đã chạy cái bước đầu tiên thì nó sẽ có đà để nó chạy bước thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ một trăm thì sau một khoảng thời gian mình nhìn lại là wow mình đã chạy được 100 bước ok chưa nhưng nói nếu như mình mình cứ lừng khà lừng khừng cả nhấp cả nhổm cả nhấp cả nhảy cả hãy cả hãy ngay cái phần xuất phát mà mình không dám bước đi từ bước đầu tiên á thì thề với tụi em luôn 5 năm 10 năm 100 năm nhìn lại là không đi được cái chốt nào luôn tức là mình chỉ có lừng khừng ở ngay cái phần xuất phát thôi nên á, là cái bước đi đầu tiên là một cái bước cực kỳ cực kỳ quan trọng chỉ cần bước ra khỏi cái vạch xuất phát thôi, tụi em bước ra cái bước đầu tiên thôi là mọi thứ, á, nguyên một cái thế giới nó sẽ mở ra yeah, chỗ này hiểu ý không? Nó nhiều màu lắm Nên là mình chỉ cần bước đi cái bước đầu tiên Thì 50% thắng lợi rồi đó Cho nên cái số ngày hôm nay Anh sẽ Tụi em đừng có học gì cao siêu đó Nói chung là những cái gì cao siêu Anh sẽ giải giải từ từ Anh sẽ chia sẻ cái hàng trăm Hàng trăm số sau này yên tâm đi Bao nhiêu thứ hay ho là anh sẽ chia sẻ hết Nhưng mà đối với cái, cái tập đầu tiên này Tụi em hình dung là chỉ cần tụi em bước ra khỏi cái vạch xuất phát thôi là anh mừng lắm rồi Vậy thì làm sao để có thể có cái động lực đó Anh hiểu Giữa cái việc mà mình chưa làm một cái gì đó bao giờ Xong mình lên một cái vị trí mới đó, Nó rất là khó Phải nói thẳng luôn á Nó nó quá nhiều thứ mới Mình chưa sẵn sàng cái chuyện đó Nó khó lắm Nó khó vô cùng Cho nên là thôi bây giờ khó quá Thì thôi mình tạm thời mình bỏ qua Mình kể chuyện nhau nghe trước đi cho Nó đỡ, nó đỡ, nó đỡ căng thẳng <laughs> ừ. Thì bây giờ anh kể câu chuyện của anh thôi Chứ không có kể chuyện của ai hết trơn rồi bây giờ vậy đi với này anh cũng nói sương sương là anh từ intern đi lên đúng không? Rồi. Anh từ intern đi lên thì á cái này nó phải thụ hưởng thu một điều đó là mình sẽ rất là mong muốn nha. Nó phải xuất phát từ một cái khao khác nha, không phải mong muốn bình thường mà là rất muốn nha. Rất muốn phát triển bản thân, rất muốn lên vị trí cao hơn, rất muốn làm leader. Nó luôn ở trong người mình thôi mình muốn thôi. Và mình thể hiện ra điều đó và mình muốn hướng tới điều đó thôi Chứ còn mà được hay không thì chưa nha Bởi mới ra trường ai cho mình làm lead được Đó, cho nên là hiểu cái chỗ này chút xíu Rồi khi mà anh làm intern được một thời gian Sau đó rồi anh lên vị trí là làm về content writer Rồi làm social media Đó, xong rồi anh tầm khoảng gần gần 2 năm thôi Cũng không lâu đâu Anh lên vị trí là head of content Tụi em hình dung là head of content á nó 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 không phải là một team leader hoàn toàn tức là anh sẽ không đứng ở vai trò là một lead của một phòng ban lớn nha. ở trên anh vẫn là một manager Và anh báo cáo cho bạn đó nhưng mà anh sẽ quản lý về chất lượng nội dung tức là những bài nào làm về content sẽ, sẽ 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 report qua anh hoặc là anh sẽ training và quản lý một số bạn là content intern đó ý tức là dù gì đi thì cùng mình cũng có danh tiếng xíu đi <laughs> thì đại là cũng cũng có một cái title nhất định nhưng mà đối với anh thì nó, nó chưa đủ Nó chưa phải thứ là anh mong muốn Thì để 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 anh nói cho tụi em nghe Vì sao mà anh có một cái sự Gọi là được thăng tiến nhanh như vậy Anh nghĩ cái sự nỗ lực nó một phần thôi Năng lực cũng là một phần Bởi bản thân anh cũng suy nghĩ Mình cũng không phải ghê gớm trong cái cuộc đời này đâu Có rất rất nhiều người giỏi hơn mình Có rất là nhiều người xịn hơn mình Anh nói thật Cái này là chia sẻ chân tình Mình không phải gì ghê gớm Ngôi sao ngôi siết gì đây hết trơn ấy. Nhưng mà anh nghĩ có một cái thứ Mà anh nhiều hơn người ta có thể là anh trội hơn người ta Hoặc là anh thể hiện nhiều hơn Đó chính là cái sự khao khát Ờ à, Nó chỉ là cái sự khao khát thôi Tức là Anh luôn thể hiện cái sự khao khát Tôi muốn làm leader Và mọi người đều thấy điều đó <laughs> Ngay từ cái giây phút mà anh bước vô phỏng vấn Là sếp anh cũng hừm hừm sướng sương thấy rồi <laughs> Anh được không biết Nhưng mà anh luôn thể hiện điều đó tức là tất nhiên nó cần thời gian và tôi luôn biết rõ là tôi sẽ muốn gì sau 3 năm tới đó là anh muốn làm vị trí leader vậy thôi còn làm được hay không là còn nhiều yếu tố nhưng mà mình cứ cố gắng đi mình cứ muốn trước đi từ từ tính đó thì là luôn trong người anh á nó luôn thể hiện ra điều đó đến bản thân những đồng nghiệp anh cũng thấy anh là một người tham vọng cực kỳ kiểu giống như là nhiều khi mình thấy bạn hơi tham vọng quá nha nhiều khi mình thấy bạn hơi hẹp kho đấy rồi có rất là nhiều người nói anh như vậy luôn rồi tất cả mọi người ở trong phòng ban cũng thấy điều đó rồi sếp anh cũng thấy nói chung là anh tỏa ra một cái sự khao khát thôi còn làm được hay không làm giỏi hay không nó cũng nhiều yếu tố nữa mà mình cũng luôn biết là mình ở đâu và cần phải phát triển cái gì à ok ha và lúc đó thì anh nói thật với tụi em là anh cũng thường là đi chơi với tất cả mọi người à, anh đúng với bạn của mọi nhà vậy đó. ồ bởi vì đối với anh là ai cũng là sẽ là expert ở cái lĩnh vực của họ Ừ. Và rõ ràng sau này nếu như mà mình muốn ra làm vị trí leader hoặc cao hơn là mình ra làm công ty đi Thì những cái bạn đó mình cũng phải biết Có thể là mình không phải giỏi như họ nhưng mình cũng phải có kiến thức nền Để mình hiểu nó là cái gì Nên là anh chơi với tất cả mọi người, bạn của mọi nhà Người bạn quốc dân ừ. Cho nên là đôi khi nha Các em sẽ Nếu như em nào Mà giống giống như anh á, Sẽ gặp một cái tình trạng Đó là sẽ có những cái tiếng nói Behind do back Kiểu nói sau lưng mình sẽ nghe những cái tiếng xì xà xì xào như vậy tức là trời ơi không biết có được không mình sao mình sao hay đi chơi với sếp quá vậy rồi hay cứ đi chơi phòng ban này kia đó à, thì cái đó là bình thường nha tụi em ừ, cái này không có đúng sai cái chuyện người ta nói hay không là bình thường quan trọng á là mình biết mình đang làm gì và mình hướng tới điều gì thôi bởi vì à, mục tiêu mỗi người mỗi khác cuộc đời mỗi người mỗi khác đâu có ai sống thay ai đâu nên là rõ ràng thì cái điều đó là rất là bình thường bởi vì anh hiểu được là do là hồi xưa là anh đôi khi anh cũng anh cũng hay đi ăn với các bạn trong team rồi cũng hay ăn ở phòng ban khác. Rồi đôi khi cuối tuần anh cũng hẹn BOD em, anh cũng hẹn những anh giám đốc. <laughs> những anh trưởng uh, phòng ở ừ anh đi chơi đi ăn là bình thường. Mặc dù lúc đó anh trẻ lại ở quần què và anh cũng chuyên viên bình thường thôi à, cóc cán luôn mà. Nhưng mà lúc đó anh anh nói đâu có ai cấm đâu, đâu có ai cấm mình mình đi chơi với BOD đâu đâu ai cấm mình đi chơi với 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 những trưởng phòng ban đâu, dạ yeah. ừ, thì 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 khi mà mình tiếp xúc với những người leader mình sẽ có những cái mindset uh, và những cái gọi là những cái tư duy và những cái góc nhìn và những cái kiến thức trải nghiệm rất là hay và ừ, chỉ có họ mới có thể nói cho mình nghe được thì đó là 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 cái điều mà anh muốn chia sẻ và sẵn nói về cái câu chuyện về cái những cái tiếng xì xào chắc chắn là tụi em sẽ gặp cái chuyện này đặc biệt là đối với những cái bạn nào mà thăng tiến quá sớm, thành công quá sớm, được promote quá sớm, hoặc là được um, sếp yêu ái quá, hoặc là các bạn sẽ là lead của những cái người lớn tuổi hơn mình, những cái người bằng tuổi mình hoặc lớn tuổi hơn mình mà mình lead người ta, đôi khi sẽ gặp cái vấn đề đó là đầu tiên người ta không có phục, người ta khó chịu, đó là tâm lý bình thường nha, họ cũng không có sai nha, nói chung cái này không có đúng sai chỉ là bây giờ mình đối diện với chuyện đó như thế nào cho nó cho nó thoải mái nhất thôi mình không thể cấm người ta nói được và cái chuyện người ta nói cũng không có gì xa hết nên là cũng không cần phải sửa sai ai ở đây quan trọng là cái cái cách mình đón nhận nó như thế nào thì ở đây anh sẽ chia sẻ cho tụi em hai cái câu nói như thế này thì anh, anh anh cảm thấy rất là tâm đắc một người đó là quay uh, Mayweather là một cái người về idol về boxing ở bên 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 cạnh là à Mike Tyson thì là Mayweather cũng là một cái người mà anh rất là ngưỡng mộ ha thì ông này có nói một cái câu đó là um, if you are doing good they got something to say if you are doing bad they got something to say so do what makes you happy Đại ý là bây giờ mày làm có tốt thì người ta cũng có cái để nói Mà mày có làm xấu đi thì người ta cũng có cái để nói Cho nên thôi, cầm mẹ đi Làm những cái gì mà mày thấy hạnh phúc là được Đó đại ý ông là như vậy bởi vì dù người ta có làm tốt hay làm xấu thì người ta vẫn nói mà ha. <laughs> Nên là thôi, tập trung làm cái thứ mà mình cảm thấy là nó là đúng đắn với mình và hạnh phúc đi. Rồi ok. Đó. Rồi, đó là cái ý thứ nhất, cái ý thứ hai á, đó, là như thế này. Đây là cái mà cái câu mà đàm loại nó không phải là thành một cái câu nữa mà là cái cái mà anh nhận ra đó là nếu như mà bạn nó làm những cái gì bạn làm khùng đầm điên mà bạn chưa có thành tựu thành tích á thì người ta sẽ nói bạn là dở hơi là xàm lông là xà lơ Nhưng mà nếu bạn cũng làm điên làm khùng Nhưng mà bạn đã có thành tích thành tựu Thì người ta sẽ nói là yeah, bạn là một người cá tính Bạn là một người rất là độc đáo, rất là táo bạo Đúng không? Tụi em để ý mà xem nó Như vậy thì là có nghĩa là gì? Không quan trọng bạn làm gì Quan trọng là bạn đạt được cái gì nên là lúc đó anh sẽ không quan tâm tới những lời xì xào Mà anh chỉ tập trung vào mục tiêu Và đạt được thành tựu, thành tích Nếu anh vận hành một cái công ty mà nó thành công nó 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 đạt được những cái thành tựu nhất định thì người ta sẽ quay lại người ta nói là yeah ngay từ đầu là ta đã biết mày làm được rồi mày là một người rất ca tính mày là một người cực kỳ tham vọng ta đã thấy tiềm năng từ mày từ rất sớm đó cái gì họ cũng nói được hết hoặc là nếu như mà mình làm sai đi mình làm thất bại đi thì người ta cũng sẽ nói được thôi người ta cũng sẽ nói là yeah mày và mà làm được cái gì ngay từ đầu ta đã thấy mày 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 xàm rồi mày làm ba cái thứ vớ vẩn để làm gì cho nên đó là không quan trọng là nói cái gì tụi em hiểu ý không À, bởi vì sao anh nhấn mạnh về cái điều này bởi vì anh đã trải qua những cái giai đoạn như vậy anh hiểu là nó ảnh hưởng tâm lý mình rất nhiều nó là một cái thứ như là một cái tảng đá nó kéo mình lại phía sau á nó không khiến mình bứt phá lên được là bởi vì mình cứ bị những cái lời nói đó nó tác động nên là nếu em nào mà đang ở trong cái cái tình huống giống như anh hiện tại á thì thì nhớ lại hai cái câu anh vừa nói ha của Mayweather ha và, 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 và cái câu mà điên điên khùng khùng gì được thành tích thành tựu vậy đó nói ngắn gọn là như vậy là mình hình dung ra quan trọng là mình đạt được cái gì thôi rồi hãy chứng minh bằng năng lực hãy tập trung vào mục tiêu và làm cho nó có kết quả đi thì khi mà tụi em có kết quả rồi á thì tự nhiên mọi thứ nó khác liền à ừ giống như là gì ta cứ âm thầm cố gắng trong im lặng khi thành công tự khắc sẽ ồn ào đó, nói chung không cần phải giải thích dài dòng ha rồi thì sau khi mà anh lên cái vị trí đó và sau đó anh cảm nhận là yeah, mình có thể làm được tốt hơn như vậy mà mình muốn build một cái đế chế riêng của mình. Trời nói chữ đế chế nghe ghê quá. <laughs> build cái sự nghiệp biểu công ty riêng ừ nói ngắn có như vậy ghê quá để chế như ghê quá rồi quay lại nè nói chung là biểu công ty riêng của mình được thiết kế theo ý mình muốn được làm những cái gì mà mình thích đó ồ. thì lúc đó anh ra làm công ty riêng ừ, thì trộm ví thì đến nay rồi cũng hơn được 8 năm thì ừ, coi như hên đi ừ vậy đi <laughs> cho nó nhẹ đầu thì à, anh rút ra được nguyên một cái hành trình đó anh ngồi anh suy ngẫm thì anh cũng có anh 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 có rút ra được cho bạn thân và anh muốn chia sẻ rất nhiều cho tụi em như số ngày hôm nay là ba thứ thôi ba thứ nó ngắn gọn thôi để tụi em có thể có một cái khởi đầu vững chãi tất nhiên mai đúng là cái điều đầu tiên bắt buộc rồi nhưng mà trước khi có cái mai xét đúng đó đó thì cái việc đầu tiên tụi em đó là gì anh đề cao rất là nhiều tụi em có nhớ thấy anh nhấn mạnh rất là nhiều cái thứ mà anh khác biệt so với người khác và thằng tiến nhanh là gì không đó là sự khao khát muốn và rất muốn Đầu tiên tụi em phải rất muốn cái đã Tụi em phải rất muốn làm team leader Tụi em rất muốn là phát triển lên làm manager Làm director Tức là luôn có một cái máu làm lead Trong người Tức là luôn có một cái máu là làm leadership Có một cái máu muốn là Mình là leader Mình được quản lý Mình được quản trị Mình được vận hành Mình được thúc đẩy đội nhóm Khi mà mình muốn thì tự động mọi cái thế giới nó sẽ hút vào mình vũ trụ sẽ bày ra một cái bữa tiệc cho mình ngồi mình ăn thỏa thuê luôn người khác sẽ đem món tới cho mình ăn luôn bởi vì sao bởi vì mình luôn phát ra cái điều đó tụi em hình dung như thế này này thử mình đóng vai trò mình là người sếp đi giữa hai nhân viên năng lực giống nhau Ừ, không giống nhau không phải được xem xem đó, kiểu giống như là một chín một mười, nói chung là cũng ngang ngang tầm kinh nghiệm là việc cũng ngang ngang nhau thái độ cũng y chang bây giờ có một cái vị trí làm chief leader thì ổng sẽ chọn ai thì lúc đó sẽ chọn cái thằng nào mà nó khao khát hơn anh nói thiệt anh mà là cái ông sếp đó anh sẽ chọn cái thằng khao khát hơn cái thằng muốn á còn cái thằng không muốn bây giờ em giao cho nó nó có muốn làm đâu nó không tự tin và nó không sẵn sàng và nó không có muốn nó không em chỉ muốn làm specialist tới hết cuộc đời này Vậy thì bây giờ bắt người ta làm cái thứ không muốn Thì có tốt không? Không Thì không hạnh phúc cả cho mình và cả cho người đó Đúng không? Cho nên là mình sẽ dành cho ai? Dành cho cái người mà khao khát hơn Cái người luôn đau đấu về cái chuyện đó Cái người mà luôn tham vọng về cái chuyện đó đó Cái người mà rất 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 là muốn cái vị trí đó Giao cho họ Rồi từ từ mình đào tạo họ lên Bởi vì bản thân họ đã muốn sẵn rồi Tức là cái loại nó tốt sẵn Dạ yeah. Còn em nào mà cũng đang uh, Cũng nửa muốn nửa không á, Nhưng mà chưa tìm được một cái sự Sự thúc đẩy mạnh mẽ á, Thì anh bày cho một cái 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 tips này này Có một cái bài tập này, Tụi em làm là tự nhiên là thúc đẩy từ bên trong rất là hay Đó là tụi em thử nhắm mắt lại nhé Ngắn gọn thôi Tụi em hình dung mình muốn trở thành ai Sau 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tới ừ. Nếu thực sự mà tụi em có một cái ước mơ và một cái mục tiêu cao á tụi em nhớ một cái câu đó là chúng ta sẽ không thể có được cái thứ mà mình không bao giờ có nếu mà mình không làm cái thứ mình chưa bao giờ làm nên đó là để mình có được những thứ cao hơn nó bắt buộc mình phải ấp bản thân mình cao hơn vậy thôi chứ không có cái chuyện mà bây giờ tụi em muốn là muốn 10 mà tụi em đang ở năm mà tụi em với tay lên nó bây giờ có được nên là cái việc phát triển bản thân và phải ở cái vị trí đó thì mới đạt được điều đó. Chẳng hạn bây giờ người ta hay dùng cái từ là thăng chức tăng lương đúng không? Thì tức là cái vị trí em phải up lên thì lương em mới nó lên theo. Chứ bây giờ em cứ ở đó hoài, cứ sàn 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 sàn, hoài như vậy thì làm sao mà có những cái benefit tốt hơn? Làm sao có những cái kiến thức cao hơn được trải nghiệm những cái công việc nó nó thú vị hơn? Làm sao có được? Đó là một cái sự công bằng thôi. Nên là đó là một cái bài tập gọi là cái 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 đó gọi một cái từ gọi là visualization tức là một cái bài tập liên quan tới tưởng tượng mình là ai sau tương lai vài năm nữa nó như thế nào thì lúc đó tự nhiên tụi em hình dung về cái 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 hình ảnh của mình sau ba năm 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 đó rồi là tụi mình quay ngược lại là lúc đó mình sẽ đặt câu hỏi là mình sẽ làm gì ngay bây giờ lúc đó nó sẽ rõ ràng hơn ok rồi ban đầu là mình rất muốn ha nếu như tụi em đã muốn lắm rồi đó khao khát lắm lắm rồi đó thì bây giờ tới giai đoạn tiếp theo muốn không là chỉ là mới khởi đầu thôi muốn không là chỉ là cái lúc mà tụi em sỏi giày bước xuống giường thôi chứ tụi em chưa có chạy nha tụi em chưa có chạy mới đứng ở vạch xuất phát thôi chưa chạy được lúc này muốn thôi chưa chạy được cái bước thứ hai á, là phải tin muốn chạy là mình phải tin đầu tiên là mình tin là mình có chạy được không đó đã. mình có tin là đôi chân này có thể chạy được không <laughs> Chưa biết chạy nhanh hay chạy chậm nha Nhưng mà cứ tin là cái đôi chân này có chạy được hay không Tiếp Cái thứ hai là đôi giày này nè Đôi giày này nè Nó có đủ an toàn để mình chạy không Hay là mình đang chạy cái tự nhiên nó bung ra nó té sắp mặt Đúng không Tức là mình hoặc là cái đường chạy này nó có ổ voi ổ gà hay đang đang chạy tự nhiên có ai đánh bom không Nhiều khi cũng lo đó bộ đó nói nói hơi thầm sưng chút xíu vậy nhưng mà thực ra thực tế chạy đi đi, đi chạy và đánh bom đâu ừ thì tạm thì hiểu là tụi em cái bước thứ hai là tụi có tin không À, muốn là muốn là nha muốn thì tôi rất muốn rồi nhưng mà bây giờ có tin không có tin không đầu tiên là phải tin mình trước đây. tự tin tức là tự mình tin mình đó. mình tin mình không chưa biết là bây giờ chưa làm được nhưng mà mình có khả năng làm được không cái đại này thì tất nhiên ai mà không có khởi đầu ai mà không làm sai nhớ không cái lúc mà ví dụ như mình mới mới đi tập xe cũng té lên té xuống rồi mới bên mới đi được Họ, ví dụ như anh mà đi thi thi bằng lái xe hơi đó đầu tiên chạy rồi cũng cũng tùm lum tùm la cũng quẹt tới quẹt lui nhưng mà rồi nó cũng mượt mà tức là ai cũng sẽ có những lần đầu tiên ai sẽ có những cái ngày từ đầu như vậy nhưng mà phải có những ngày đầu như vậy á à. nhưng mà vấn đề là mình luôn tin là mình làm được luôn tin là mình đủ khả năng để mình có thể làm được cái này có thể là ngày một không được thì ngày hai không được tháng này thì tháng sau năm sau năm sau nữa nhưng mà ít ra mình có lòng tin là mình làm được ủa đúng rồi ví dụ như để làm được việc đó thì mình phải trau dồi cái gì kiến thức kỹ năng và những cái kinh nghiệm trải nghiệm hoặc là những cái sự chỉ dẫn của người đi trước thì cuối cùng mình có làm được không sẽ làm được ừ. mình có tin mình hay không đó là cái đầu tiên cái thứ hai ấy, mình có tin vào cái đội ngũ của mình không có tin vào sếp mình không có tin cái môi trường này có thể giúp mình được hay không cái niềm tin nó quan trọng lắm tụi em bởi vì nó là cái thứ mà khiến dẫn mình tới một cái bước tiếp theo Bởi vì khi mà tụi em tin á Tụi em mới bắt đầu dấn thân được Đó là cái bước thứ ba Đó là lúc đó là mình mới dấn thân được Thì dấn thân ở đây tức là mình phải dấn thân để mình tìm hiểu Mình mình bắt đầu mình search là Có thể là đơn giản là Những kỹ năng nào cần có đối với một leader Ít ra thì mình cũng cũng bắt đầu bước ra khỏi một cái lăng ranh đó là mình dám lên Google mình search cái từ đó thì khi mình search ra thì nó bắt đầu nó ra nó mở ra là à bạn muốn làm leader bạn phải có tư duy này 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 kỹ năng này 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 xong mình so rồi, ô kỹ năng mình đang thiếu nên mình phải học 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 đó thì mới bắt đầu mình học, mình học mình học mình cải cải tiến cải tiến thì một hai năm mới tự nhiên cái cái mình làm được đó thấy chưa thì nó xuất phát từ cái niềm tin thôi đó chứ đâu có gì ghê đâu chứ kiến thức cũng học được và kỹ năng là rèn được quan trọng là mình có tin không rồi thì ở cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn dấn thân vì sao mà anh hay dùng cái từ này anh không nói là làm đi hay là bắt đầu làm hay này kia mà phải dấn thân cái chữ dấn đó là nó 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 giống như là nó chìm vô mà ta nói nó làm nó làm như vô vô vô, vô trong cái dòng chảy ấy, kiểu flow á, tụi em đọc sách đó tụi em biết thì nó dấn vô trong đó luôn tức là chìm vô trong đó luôn thì mới mong có kết quả cao được còn làm mình là lướt phớt lướt phớt cứ ngựa xem hoa sàn 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 nhấp nhấp dỗ bên ngoài thì không có đâu không có đâu men <laughs> nên là anh nói lại này thứ nhất là phải có cái sự khao khát à, rất là muốn ừ. thì ở đây cái chuyện muốn thì nó sẽ có một cái câu mà anh rất là thích đó là cái gì có trong đầu sẽ có trên tay tụi em phải hình dung cho nó rõ đó là một cái sự bước khởi đầu đầu tiên hình dung ra như thế nào cái gì nó có trong đầu nó sẽ có trên tay yên tâm đi rồi đó là bước thứ nhất là muốn rất muốn rất khao khát cái thứ hai phải rất tin dạ yeah, phải rất tin rất tin vào bản thân tin vào sếp tin vào đội ngũ tin là mình làm được thì lúc đó mới là một cái sự thúc đẩy để mình tìm hiểu và mình phát triển hơn đúng không mình học hỏi mình phát triển hơn và bước thứ ba đó là dẫn thân cứ làm đi cứ làm đi rồi từ từ nó sẽ cho mình nhiều cái sự kết quả có thể được có thể chưa được nhưng mà ít ra mình đã làm và mình đã trải nghiệm thì đó là một cái bài học cực kỳ quý báu và cái cuộc đời mình nó lạ lắm cứ phải trải nghiệm như vậy thì nó mới lớn được hay vậy chứ cứ mà học sương sương là không ra vấn đề được đâu thì cứ phải trải nghiệm phải cọ sát ừ. rồi ok la hôm nay cái tập này chỉ như vậy thôi dừng lại như vậy thôi những cái bước sau trời ơi anh có rất 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 nhiều thứ để anh có thể chia sẻ với tụi em cứ follow nhé anh, anh anh rất là hy vọng là càng ngày là tụi em lại càng mỗi lớn hơn ở làm được nhiều thứ và trưởng thành hơn thì cái đó là một món quà rất là tuyệt vời với anh và đội ngũ bóng đen yeah. và ok nếu mà em nào đang nghe trên những cái nền tảng live uh, streaming đó như trên uh, Spotify Apple Podcast thì nhấn vào cái nút follow vì đó cũng chính là một cái hành động thể hiện cái sự cảm ơn đối với đội ngũ bóng đèn nó có động lực rất rất lớn với tụi anh đó và bên cạnh đó thì khi nào mà tụi anh có số mới thì tụi em sẽ là người đầu tiên được nghe nha yeah. bên cạnh đó thì tụi anh có trang fanpage bóng đèn có rất là nhiều cái ý tưởng hay hoặc là tụi em có những cái câu chuyện của bản thân mình mà rất là thú vị hoặc là muốn chia sẻ với cộng đồng của mình thì cứ inbox cho anh Và yeah. biết đâu đó là cái câu chuyện nó sẽ xuất hiện cho một cái số nào sắp tới đi sao và rất vui được nói chuyện và đồng hành với tụi em nhé cảm ơn tụi em rất nhiều chúc tụi em sức khỏe và luôn vui nhé bye bye